Phương mến chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì bữa nay Phương tiếp tục thăm bảy, nhưng mà cuộc chiến hôm nay chỉ có một mình thôi. Anh Thành trong Bắc Tiền Giang thì ảnh bận làm đất gì rồi. Nãy giờ Phương phải ghé Phương rút mấy cái bẫy. Thì theo dự đoán hiện tại bữa nay chắc không hành chạy nhiều. Bữa nay nè, Phương bắt con. Còn con nãy Phương nó nói chết không được con chuột, rồi Phương thả nó ra. Thì con này bắt lấy hên bỏ vô cái túi. Bữa nay hành trình của Phương thì lúa. Nói mắc cỡ luôn ạ. Bữa nay Phương chuẩn bị lúa rồi nước đầy đủ cho này. Phương cuối cùng Phương đi không bỏ nhà trên. Lúa này của anh Chánh mang qua cho Phương. Đây là chuột. Thì luồng bẫy này là luồng bẫy thăm luồng bẫy rắn hổ đất cả nha. Thì chứ rồi anh em có anh Thành là anh khá nhất, mà bữa nay anh đi không có ảnh rồi không được vui. Chứ rồi anh dụ Phương vô nghe cái dừ tràm vô nó mai giấu luôn ạ. Mà nãy Phương len lỏi Phương thăm mấy cái đó trước quốc nha anh Thành. Rồi trước khi đến cái video tiếp theo, Phương mến chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, vạn sự an lành nha. Còn riêng anh em bay rắn thì chú anh em luôn trúng bánh nha. Nhưng mà mùa khô này đi căng lắm rồi nha. Phương đi nãy giờ Phương ướt áo rồi đó. Rồi bây giờ Phương chiến nha. Có phần nặng không? Cũng tạm tạm được. Gọt hổ mình thấy phần từ xa, mình thấy phần nó vàng vàng á, nó phải hổ mà. Hổ nhảy nghe nè, ôi cũng nặng cả nha. Sắp đây một bé, nó là tầm khoảng nửa ký. Đây cái nhà theo. Rồi để Phương tiến hành Phương ra ngoài Phương bắt. Rồi Phương bước vô đây con cái này thăm luôn. Rồi, có con gì luôn, lụm luôn đi. Tốt kia, cái này chiến rồi chết chuột lúc dưới kia nha. Mà không thấy phần Phương hết hơi rồi rồi dướng sợ chuột còn luôn. Rồi Phương cho nó bịt lúa đấy. Rồi mình với anh Thanh xin cô nó vô đây. Cô nói đi được khéo khéo, nhưng mà anh em đi tránh mấy cái bông á, tao mới xịt rước bông rồi. Rồi mình tiến hành. Nãy bên kia chết anh con chuột mình rút luôn. Này thầm hiu quá. Rồi để Phương dựng máy Phương bắt cho cả nhà coi. Bây giờ không biết anh Phú anh Tiến với anh Chánh mỗi người chia ăn hướng coi nha. Rồi với anh em có con gì không? Hồi nãy mình có liên lạc với anh Tiến. Anh Tiến nói mới có hai con hành mà sắp bẫy. Tí nè anh em bẫy đầu quá. Cái đường bẫy này nói chung thì giống rồi. Nãy giờ Phương ráng Phương lội ra lội vô Phương canh Phương thăm bốn cái bẫy này. Tại có bà con người ta làm khóm á. Rồi Phương không dám lội, Phương sợ bị người ta la. Tại cả nhà biết sao không? Khóm người ta mới nhen á. Người ta đi sợ chóc của người ta. Nhưng mà anh em đi khéo chừng, đi mỗi chừng chết luôn á. Đi mài chừng chứ không. Rồi để Phương làm. Lụm ra cái. Cây đâu. Nãy giờ Phương thăm được mấy con hành á. Mà do trong đây mình quấn chuột lớn á. Rồi mấy em hành chịu không nổi. Nhai sạch. À, để Phương tranh thủ bắt ra để đợi. Tới giờ làm cái nó vô người ta thấy mình á. Ta làm mình chết. Phương, cái tật Phương đặt bẫy kỳ lắm. Mấy vườn ngon ngon chứ khi nào lũ vô lắm. Để vì la quê giống gì chứ. Già cái đầu. À, ra đi con. Quay qua đây. Quay qua. Đại tôi tụt xuống hả? Bé này chừng 400 gram rồi nha. Sáp không được ngon. Cải nó đi. Cái này về nuôi lẻ lớn. Sáp chì. Mày đi con nắng quá con. Mày biết nắng không trên kìa mày không? Bể đầu chủ tớ bể đầu khách
cho đi phần cái đóng này luôn. Rồi, ok. Rồi, để Phương Thâm dừng cái. Rồi, nói chung ngày nãy giờ Phương Thâm cũng thêm vài cái nữa. Nhưng mà gắn chết rồi, Phương không có mày. Để Phương chèn vô đây, Phương rút cái cây cành nông của năm sữa, năm sữa của em Tiến. Vô trong kia cho em Tiến sửa lại rồi đặt đầu đặt. Quan trọng là còn hay là không mới. Vô đây nè. Mà nói chung cái này không mất cả nhà, cô không ai lấy làm gì. Cô này hết rắn, đây con lấy rồi. Đại, cành nông, đại bác, không biết quấn con gì. Ách trời. Một con hổ mini. Con hổ nó vô trong cái bẫy này nha. Cái nòng lạnh lục. Cái 2, 4, 6, 8, 10. 10 vuông. Đó nè. 2, 4, 6, 8. Phân 2, 10 vuông. Dài 1 gang, 2 gang, 3 gang. Dài khoảng 8 tấc. Lắm mà cô Tiến ơi. Hả? Con hổ chút xíu đây. lụm mấy cái bẫy này bỏ ở đây có ai đâu thèm lấy à. Đó thì bởi mới nói cành nông 37 37 năm chưa, cái này sửa chưa để bung nữa à, cái này bung anh Phú đi vô chổng sửa anh Phú, bẫy này lâu dữ lắm á nhỉ. Để vô sữa để nó bùng hết. Rồi, quăng ra thùng. Thùng zin nè, thùng zin. Bữa đó đi theo ông Phương xích cái đít, bữa nay mình làm đít mới. Để coi coi. Có chui đầu ra được không? Còn cái đó là... Đây, con thứ hai. Bấm giá kích chịch lại cái ngồi à. Đầu thoải mái luôn. quét hai cái lỗ giữa không? Quét hai cái lỗ giữa không? Rồi, ok anh em. Rồi anh em đi tiếp rồi nha. Đại ra túi luôn đi. Cái gì? Có gì VIP cho mà quay hoài. Còn không? Còn. Rồi, trống lỏng nữa coi. Bò này ngon quá trời ngon mà không dính. Rồi, cái này không dính nữa nha. Cua nữa rồi. Đây đây, anh phát lúa cho. Nó có lỗ cái gì? Con chuột nó còn mạnh khỏe luôn à, nó tuột bao luôn mới ghê chứ. Bữa nay rụng nụ nữa coi. Chút xíu nó phần tặng à. Tặng mấy con hổ nó cho em Tiến về nuôi nữa. Chừng nào mà thế nào hơn Phương ơi, em nuôi hết nổi. Rồi. Có lụm con ngựa nữa. Đây kề này có bờ kế tiếp nha. Mấy con này nó ngon thấy ghê luôn. Bò này đã thấy ghê luôn. Cái này chín rồi, con dính ngựa nè. Cái gì đó anh ơi. Rồi, không thấy cái gì. Không thấy gì nữa nha. Xong nữa rồi. Xong tu rồi. Bữa nay là còn xong. Xong nữa rồi nha. Ê, nặng rồi nữa nè. Cái này chỉ người dính ngựa này dính con nữa nè. Cỡ đó rồi nè, ngựa hoài luôn. Chỗ này ngon thấy ghê luôn, ngựa hoài. Con nữa mày đặt chỉ tiêu. Bổng mình 5 con mà. Chẳng chứ rồi. Mình có con hành. Chứ này không biết có con gì không này. Quéo ra. Rồi, nhà hiệu luôn. Tôi không thấy gì hết trơn á. Chục còn sống được. À, chục còn. Đem nhúng trên mấy nước. Khô quá cả nhà. Khô khủng khiếp. Khô lên luôn. Bữa nay rụng nụ rồi. Nay rụng nụ huynh đệ. Quả này lâu lắm mà không dính. Nay chắc cũng vậy chứ khỉ mốc gì. Nó ngon ghê.
rồi chiến không biết chứ sao dính quăng chuột là anh chuột còn hay quá anh chuột. Bữa nay tiếp tục đứt con chuột, bữa nay có 4 con chuột bị đứt bị cháy tăng si to. Rồi cái luồng bãi hôm nay anh em tiếp tục mình nay ai cũng có tiền xăng chứ xăng thì móc. Rồi bye bye cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà ở cái video tiếp theo. Chánh Nguyễn Tiền Giang, em Tiến, anh Phú Bái Đắng, anh Phú lựu đạn. Rồi bye bye cả nhà.